Hello mấy bạn, lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ, các bạn còn nhớ cái bài này của mình không? Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm thế nào để viết cái program của cái này trước ha. Thì đầu tiên mình sẽ làm cái question. Các bạn nhớ coi cái video video clip về cái phần mà làm long đền số 3 của mình. Thì cái này là phần số 4. Phần số 4 mình sẽ làm cái program về cái lồng đèn đó cho các bạn nha. Thì đây vẫn là cái lồng đèn, và để mình body và mình sẽ vẽ này cho các bạn. Thì mình lười làm video cái kiểu mà cắt rồi cho cái video mình nó ngắn á. Mình muốn cái video mình nó thực tế, là giống như các bạn đang là cùng cùng ngồi với mình, cùng học với mình vậy. Thì các bạn thông cảm là cái video này sẽ rất dài, giống như là một buổi học. Bạn nên nhớ là mình, nếu như mà các bạn học về cái ngành này, mình á là chuyên ngành là tiện CNC các bạn. Bữa sao mình viết cái này chết rồi, bữa mình dùng cái permanent là nó dính mãi mãi luôn rồi. Giờ sao thả sáng này đi ta? Thôi xong, mình chơi ngu rồi. Mình chơi ngu mấy bạn, tự nhiên mình xài cái bút mà nó bơ bơ nền luôn, rồi nó mãi mãi, nên cái này nó không có bôi được hết. Thường thường á, mình phải xài cái bút này, cái bút này nó xài cái mực mà để bôi được á. Mình chơi ngu rồi, trước mình xài cái này. Ok, bây giờ mình sẽ làm ghi đồ RAM trước cho các bạn ha. Các bạn nên nhớ mình là con trai cơ khí ấy, thì mình phải mạnh mẽ lên và phải ráng học hỏi. Thì học được bao nhiêu thì học, rồi nếu như mình học được thêm một cái mới thì mình giữ cho mình, rồi mình giúp đỡ cho người khác nữa, và mình giúp cho người ta có cái chén cơm á. Ok, bây giờ mình sẽ giúp cho các bạn làm cái ví dụ là cái lồng đèn của mình để bỏ vô cái máy xoay. Thì bây giờ mình sẽ vẽ ra trước ha. Bây giờ đây là cái cục bạc nguyên thủy nha, đây là cái cục bạc nguyên thủy ha. Đó, đây là cục bạc nguyên thủy. Thì cái đường kính của nó là bao nhiêu các bạn? Cái đường kính của nó thực tế nha, cái này là số thực tế hết nha, là 1.5 inch. Đó. Rồi, từ cái này mình sẽ bước hai là mình phải khoan lỗ đúng không? Thì khoan cái lỗ thì cái nó sẽ có một cái lỗ này với đường kính là 500, mà cộng trừ 10.000 luôn, cộng trừ 10.000 luôn các bạn ha. Rồi sau khi mà mình làm cái lỗ rồi, mình sẽ bước 3 là mình sẽ thu nhỏ cái này, cắt cắt cái này nhỏ xuống còn 1 inch.
Bước ba là mình phải cắt cho cái miếng này thành 1 inch. Các bạn ha. Ok. Các bạn có nhìn thấy rõ không? Đấy. Như các bạn cũng biết thì đầu tiên á mình sẽ có một cái cây sắt và một inch, thấy không các bạn? Các bạn thấy nhá. Sau đó mình sẽ kiếm một cái mũi khoan có cái khoan có cái đường kính là khoảng 500 ngàn. Thì bắt đầu mình sẽ bên này ha, thì mình sẽ viết một cái đồ răng này để các bạn ha. Trong cái trường hợp này ha, mình phải kẹp con bạc như thế nào thì mình đã chỉ các bạn kẹp con bạc ở cái video số 2, nhớ nha, nhớ coi video số 2 là cái lông đền nha. Rồi khi mà các bạn kẹp cái này rồi, để mà mình drill xuống tạo cái lỗ này, thì trong cái video clip này mình sẽ chỉ cho các bạn làm thế nào mà để khoan, dùng mã lệnh khoan. Thường á, khoan á các bạn, mình sẽ dùng cái lệnh 1 á là G80, 1, 2 á là G83 ha các bạn ha. G83 hình như G83 hình như là phát lưu, mình cũng không nhớ. G81, G82, G83, hình như G83 là làm cái mũi tiện taro, là làm răng đó các bạn, mình nó lộn. Thì nha, thường á mình á sẽ có 3 cái lệnh làm mũi khoan, 3 lệnh làm mũi khoan nha. Làm giờ mình sẽ cho là mình sẽ ghi cái này là mũi khoan. Đó, lệnh, nói chung là mũi khoan lỗ mà lệnh nha. Thì thông thường thì chúng ta sẽ có những cái lệnh nào các bạn? Lệnh G81 và G82. G81 và G82. Thì nếu như mà các bạn nào mà chưa biết cái lệnh này á, thì mình sẽ giải thích sau những cái video clip này, những cái clip gì chuyên về những cái lệnh này. Nhưng mà hôm nay mình sẽ nói sơ qua lược qua thôi. Thì khi mà mình dùng G81 và G82, điểm khác biệt là như thế nào? Thường G81 thì mình sẽ dùng cho những cái mũi center drill, là những cái mũi lấy tâm cho cái lỗ đó. Rồi sau đó mình lấy tâm xong rồi cái mũi khoan của mình nó mới vào được. Thì khi mà mình lấy tâm á, thì khi mình lấy tâm cho cái lỗ xong rồi cái mũi khoan nó vào á, thì nó sẽ dễ dàng đi sâu xuống hơn, và cái lỗ của mình sẽ thẳng hơn là không có lấy tâm. Thì đối với G83, G81 này mình sẽ dùng cho những cái cây như là cây lấy tâm, thì là một shot một thôi. Khi mà các bạn làm một cái lỗ thì giả sử đây là cái con bạc của mình đi, giả sử đây là con bạc của mình, thì cái mũi khoan nó sẽ xuống một lần một thôi, bùm xong rồi nó đi lên, thì đây là lệnh 81. Còn đối với lệnh 82 á, thì cái này nó gọi là back reel ha các bạn ha. Back drill, cái lệnh 82 các bạn, back drill, can cycle hoặc là đó, can cycle mình quên cái chữ can cycle rồi, nhưng mà để mình ghi sai cho các bạn, thì cái lệnh 82 này gọi là back drill. Mà khi back drill là như thế nào các bạn, nó sẽ làm như vậy nè, bùm 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 bùm, thấy không? Xong giống như là xuống 100 ngàn, xong rồi lên xuống 100 ngàn, xong rồi lên xuống 100 ngàn, như vậy. Thì khi mà nó làm gì nè các bạn, bùm bùm, nó xuống nè, bùm 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 như vậy,
ở lệnh 82 này, thì cái chức năng của nó đó là dành dành cho có thể khi mà cái máy tiện CNC nó có nước đó, nếu mà mình dùng cái chức năng G82 là cái chức năng back drill này, thì khi mũi khoan đi xuống nó sẽ đi đi lên chút xíu để cho nước dội vô để chip văng ra, và đồng thời làm nguội cái mũi khoan của mình. Thì như vậy cái thời gian mà mình xài cái mũi khoan nó sẽ lâu hơn là nếu như là mình xài cái lệnh 81 mà cái mũi khoan mình đi xuống một nhát một xong rồi đi lên luôn. Giả sử những cái lỗ mà nó sâu quá đó, thì nhiều khi đó, khi mà các bạn đi giữa chừng đó, cái reel của mình nó đã cháy rồi, nó nóng quá, thì khi mà tới nơi thì cái reel nó hư rồi, nó cháy luôn. Thì mình sẽ không bao giờ dùng lệnh 81 này hết. Mình dùng lệnh 81 này đối với những cái trường hợp là cái lỗ nó cỡ như là nó cái lỗ nó nhỏ xíu, cái đáy nó chút xíu. Còn khi mà mình dùng cái lệnh G82 này là dùng cho những cái lỗ mà cái đáy nó sâu. Thì khi mà cái đáy nó sâu mình dùng này, mình dùng cái lệnh này thì nó sẽ làm cho cái lỗ của chúng ta nó kiểu như là ok hơn, rồi nó làm cho cái mũi khoan của chúng ta nó sẽ nguội hơn, thì nó sẽ giúp cho cái đời sống của cái mũi khoan của mình nó lâu hơn các bạn nhé. Thì trong cái bài này để mà khoan cái lỗ này mình sẽ không xài những cái lệnh này nha. Thì đối các bạn mình sẽ xài lại lệnh nào? Mình sẽ xài trong cái bài này mình sẽ xài cái lệnh đó là lệnh G1. À, cái lệnh G1 là sao các bạn? Cái lệnh G1 là đường thẳng. Lệnh G1 là các bạn điều khiển mũi dao theo hướng đường thẳng. Thì cái lệnh G1 là cái lệnh điều khiển đi giao thẳng thôi là ha. Thì đối với cái trường hợp này mình sao các bạn? Đối với trường hợp này khi mà mũi dao này các bạn, đây là cục bạc của mình đi ha, đây là cái dao của mình đi ha. Sau các bạn sẽ đi như vậy nè, G1, các bạn thấy không? Đây là đường thẳng nè, thì đó là lệnh G1. Tại sao mình có thể dùng lệnh G1 đối với lại cái việc khoan lỗ được? Thì đối với G1 như vậy nó cũng có thể điều khiển cái mũi dao mình đi xuống. Đó, các bạn thấy không? Xong rồi vậy. Đó, là cái lệnh G1. Thì trong lệnh G1 này thay vì G81, G82 đúng không các bạn? Thì các bạn đó, phải có một cái lệnh đó. Nếu mà các bạn xài cái lệnh này thì các bạn sẽ xài xài thêm một cái lệnh đó là G80. À, G80 thì những cái lệnh này bắt buộc các bạn phải xài G80. Nếu mà không có G80 á, thì những cái công việc, những cái job sau, nếu mà các bạn set up những cái là program, nếu mà các bạn không có lệnh G80 này nó sẽ báo lỗi. Thì mình thấy các bạn thấy không? Khi mà các bạn dùng lệnh này thì các bạn phải xài luôn cái lệnh G80, thì mình thấy nó kiểu như là nó phiền mình quá đi. Lỡ mình quên cái G80 thì sao? Đúng không? Thì mình không có xài cái lệnh này ha. Mình không có xài cái lệnh này. Mà mình xài cái lệnh G1 thì nó mình sẽ không có cần phải dùng G80. Và các bạn sẽ khó hiểu tại sao lại phải có G80 ở đây. Thì khi mà mình mở cái lệnh G81, G82 hoặc là G83, G84, G85 ví dụ vậy, thì nó nằm trong cái việc đó là can cycle các bạn. Can cycle là nó nằm trong cái mã, nó chung cái mã code nó gọi là can cycle. Thì can cycle có nghĩa đây là cái lệnh dòng tuần hoàn á. Tuần hoàn có nghĩa là nó có thể là cắt một ly nhỏ, ly nhỏ, ly nhỏ, ly nhỏ, ly nhỏ. Còn đối với lệnh G1 này nó không phải là can cycle, tại vì nó làm cái đùng xuống xong nó đi lên các bạn. Các bạn thấy không? Đùng xuống đi lên. Còn còn cái việc này nó có can cycle thì cái mũi khoan các bạn nhìn này, đùng 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 xong mới đi lên, thì đó nó gọi là can cycle. Thì khi mà mình bật chế lượng can cycle lên thì bắt buộc mình phải có cái lệnh hủy bỏ cái can cycle đó đi.
thì cái lệnh hủy bỏ cái trang cycle đó là cái lệnh G80, có nghĩa là lệnh hủy mũi khoan. Thì cái gì nó đã mặc định thì mình phải học thuộc thôi các bạn, thì cái này các bạn phải học thuộc. Đó là khi mỗi lần mình xài những cái lệnh mũi khoan mà nằm trong cái lĩnh vực nó gọi là can cycle G81, G82, mình phải bắt buộc mình xài G80 để mà mình báo cái máy biết là ok ta không có xài cái mũi khoan nữa, tắt đi, để cho những cái program sau của mình nó an toàn hơn. Tại vì cái này nó có lưu nha các bạn, nếu mà các bạn không có hủy những cái lệnh mũi khoan này là nó lưu cho những cái program sau. Bởi vì vậy mình thấy nó phức tạp quá nên mình sẽ dùng lệnh G1, G1, có nghĩa là cái lệnh là lệnh điều khiển đi giao thẳng ha. Đó. Rồi chơi cái máy tính như vậy luôn, bèn 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 đó. Thì đối với này mình sẽ khoan khoan cái một khoan cái lỗ vô, cái này là khoảng 1 inch đúng không? Thì cái lỗ của mình á, là khoảng 500. Thì có hai trường hợp. Một trường hợp thứ nhất, trường hợp một là các bạn sẽ dùng cây end-mill 500 đó, end-mill đó. Trường hợp hai là các bạn phải xài cây drill. Cây drill khoảng là 503. Thường thường cái drill cũng có cái drill này hoặc là bự hơn cũng được, tại vì cái số cho phép mình cộng trừ tới 10.000 lần. Thì đó, thì trong cái trường hợp này mình sẽ chọn cái drill, mình không có chọn cái mũi này, tại vì cái end mill này đó nó chính xác là 500 luôn, thì mình không có thích xài nó, mình muốn nó bự ra chút xíu nên mình xài cái drill. Thì mình kiếm cái drill dễ hơn là kiếm cái end mill. Thì bắt đầu mình sẽ kiếm cái drill rồi mình bỏ vào cái holder ha. Nếu như mà các bạn nào không biết cái holder là gì thì mình sẽ giới thiệu luôn để mình phải mang vào tay vào. Các bạn, đây là cái holder ha, đây là cái holder của máy tiện á. Khi mà cái G1 của tiện đi giao xuống, bèm, các bạn muốn điều khiển qua trái, qua phải, qua trái, qua phải, bèm 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 bèm, hả, G1. Ok, khi mà các bạn có cái email, có cái view 501, 503 rồi gì, các bạn bỏ vô đây, rồi các bạn gắn vào máy, cho nó hít lên. Rồi, khi mà mình có lệnh này, thì mình sẽ làm program như thế nào các bạn? Thì mình sẽ bỏ qua cái phần mở bài nha, mình chỉ giúp cho các bạn đi cái lệnh này thôi. Mở bài là như thế nào thì mình đã chỉ những cái video trước rồi, các bạn có thể lục lại coi nha. Những cái video giống như là mình nói là những cái cơ bản viết program mình có làm, các bạn nhớ coi cái phần mở bài, phần thân bài, phần kết bài. Thì đây là mình sẽ làm cho các bạn là phần thân bài. Thì khi đối với lệnh G1 này thì cái dep của mình là bao nhiêu các bạn? Thì đây là cái ký hiệu dep. Dep là chiều sâu. Thì đối với bề dày của thằng này các bạn, bề dày nó gọi là thickness. Thickness của cái này khi mà mình dùng máy cưa mình cắt vào khoảng 450. Là 450 ha, của thằng này là 450, mà cái này á, nó cần phải có một cái lỗ nhỏ chính giữa khoảng 500 cộng trừ 10, dép là xuyên thủng. Xuyên thủng là như thế nào bạn? Thích nghịch à, rưỡi. Nếu như mà cái dép mà mình cần á, thì mình sẽ là cho 500 luôn. Đó. Nếu mình cái dép mà 500 thì là đó là sao, cái đét mà 500 á thì chắc chắn là phải thủng rồi, tại vì 450 là nó có chút xíu à, 500 là nó bự ra. Rồi bây giờ mình sẽ giúp các bạn đi lệnh ha. Ok, khi mà các bạn đã đi lệnh an toàn xong rồi thì mình muốn cái mũi khoan này của mình đi xuống khoảng 500.000 đúng không, xong rồi nó sẽ đi lên lại.
thì lúc đó mình sẽ xài cái nào các bạn? Đây G1 đó, G1 rồi sau đó mình sẽ G1 là phải báo hiệu cho cái máy biết là ok tao muốn cái mũi dao của tao đi 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 thẳng nha. Mà khi mà các bạn drill, các bạn đục lỗ là phải đi cái trục Z, nhớ nha, X mà Y Z. Khi mà bạn đục lỗ các bạn sẽ đi cái trục Z, thì đi trục Z đục lỗ đi xuống là đi trục Z, thì đi Z rồi đó. Z nào các bạn hướng lên hay hướng xuống thì lúc nào cũng vậy, Z hướng xuống là có phải là đục lỗ không? Đục lỗ là hướng xuống, thì hướng xuống là phải là âm, âm thì đi vô âm trước. À, rồi dép là bao nhiêu? 500.000 à, thì phải là 500.000 thì nó mới lũng được 450, nhớ nha. Khi mà 500 rồi gì, ok mình sẽ ghi là 500 vô dép 500. Rồi khi mà có cái lệnh 500 rồi là phải có thêm cái lệnh có G1 là phải đi với F. F là tốc độ à, tốc độ chạy dao hoặc là tốc độ của cái gì đó, tốc độ của cái cốt máy ha. Tốc độ của cái bàn đó, các bạn nhớ nha. Ok khi mà G nè thì nó biết là tốc độ của cốt máy trục thẳng đứng đi lên đi xuống, thì mình sẽ cho nó là F 5 chấm thôi à, các bạn thấy không? Thì F là 5 chấm ha. Rồi ở trên này các bạn à, mình nghĩ các bạn là nên ghi một cái lệnh đó là S khoảng 2.500 đi. Nhưng mà đối với lại S 2.500 nè các bạn là chỉ dành cho những cây Enmil thôi. Còn đối với mình á, cái cây mũi riêng này là 503. Thì các bạn nên nhớ cái mặc định này luôn nha. Nhớ nha, đó là mũi khoan càng bự thì tốc độ phải càng chậm, mũi khoan càng nhỏ thì tốc độ phải cực kỳ nhanh. Aha, thì ở đây S 2.500 là quá nhanh đối với mình, thì mình sẽ cho nó chạy chậm lại là bao nhiêu các bạn? Là 650. Đó. Quay chiều nào, một khi đã bật cái spindle lên mình phải quay chiều nào. Quay chiều kim đồng hồ thì là M3, nhớ nha. S650 M3 là nghĩa quay chiều kim đồng hồ. Quay cái mũi dao khi mà các bạn gắn cái mũi khoan lên, sau đó G1 mũi dao đi thẳng xuống đâm trục Z là khoảng 0.5 và tốc độ chạy dao là 5 chấm. Thì nếu như mà các bạn xài mà tốc độ chạy dao, tốc độ của dòng quay và tốc độ của cái mũi khoan mà nó mà tốt á, đúng nha, thì các bạn sẽ cho ra cái cộng chip như vậy. Các bạn có thấy cộng chip không? Hả? Các bạn có thấy cộng chip không? Thì nó sẽ tạo hình lò xo như vậy nè các bạn. Nếu như mà cái tốc độ của các bạn đúng và tốc độ dòng quay nè, tốc độ cho ăn nè, nếu mà đúng á thì cái mũi khoan các bạn sẽ cho ra những cái cộng chip như vậy. Các bạn có thấy rõ không? À. Rồi. Đây nữa. Đó, các bạn có thấy không? Thì đó là cái cách mà mình kinh nghiệm để mà mình biết coi cái tốc độ của mình tốt và cái tốc độ nhảy dao của mình có tốt hay không, thì mình cũng có thể nhìn vào cái cổng chip mà cái mũi khoan mình nó đục ra. Ok, còn gì mình chưa chỉ các bạn không ta? Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn tới bước 2 thôi ha. Rồi những cái clip sau mình sẽ chỉ cho các bạn bước 3 để mà mình cắt làm sao từ 1 inch 550 này xuống còn 1 inch. Ok.
tạm biệt các bạn. Ý, chưa đâu nha. Thì các bạn biết không, trai cơ khí là phải biết đàn và phải có một cái chút sức khỏe, có nghĩa là tập tập thể dục để chi, để mình có sức để mà mình làm những cái công việc nào giống như là mình bê cái mình bê cái eto lên, mình bê cái eto ở bên Mỹ ấy, nó gọi là cái vice, còn ở Việt Nam gọi là eto, thì từ tiếng Pháp. Thì đối với một người con trai cơ khí ấy, là phải biết có một cái chút sức khỏe. Các bạn thấy con chuột của mình không, bự à, bự thì mới khinh được cái eto chứ, rồi phải biết đờn, biết hát cho cuộc sống nó yêu đời, tại vì suốt ngày mình nhìn mấy cục sắt không à, chán đúng không. Bây giờ mình sẽ đánh đàn cho các bạn một bài, mình không biết bài à, nếu mà các bạn trẻ các bạn sẽ biết. Nhiều thứ các bạn nhớ nha, rồi tiếp tục nha.
Mình cũng không có chuẩn bị trước gì hết, chỉ là ngẫu hứng thôi. Thì thì con trai tiện mà, thì phải biết nhiều thứ cho nó cuộc đời nó vui vẻ. Nhớ nha các bạn, lần sau mình sẽ chỉ cho các bạn cái bước ba này, làm thế nào để mà từ cái lồng đèn 1.5 inch mình sẽ cắt làm sao cho nó xuống còn 1 inch thôi. Nhớ nha, thì mình sẽ gửi cho các bạn luôn là mình có thể dùng lệnh G2 và G3 đối với thằng này nha. Ok, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Ui da.